Tại Trung đoàn Đồng Nai đóng trên địa bàn huyện Xuân Lộc, cụm thi đua phía Bắc lực lượng vũ trang gồm Ban Chỉ huy quân sự các huyện Cẩm Mỹ, đơn vị cụm trưởng năm 2023, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh và Trung đoàn Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023 các đơn vị trong cụm thi đua đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng thủ, tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Tại hội nghị, các thành viên cụm thi đua phía Bắc đã đóng góp nhiều nội dung hoạt động công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Với chủ đề đoàn kết mẫu mực kỷ cương chủ động sáng tạo quyết thắng, các đơn vị đã cùng nhau ký kết bản giao ước thi đua thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ, đơn vị cụm trưởng năm 2023 đã bàn giao cờ cụm trưởng năm 2024 cho Trung đoàn Đồng Nai.